Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất cho shipper giao đồ ăn trở lại. Bạn đang xem kênh YouTube Vietnamnet Official của báo điện tử Vietnamnet. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang đề xuất cho shipper công nghệ Grab, Be hoạt động trở lại có điều kiện tại các quận huyện cho phép bán đồ ăn mang về. Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, Sở đang kiến nghị thành phố xem xét cho shipper giao đồ ăn uống được hoạt động trở lại tại 19 quận huyện trong vùng xanh của thủ đô. Theo đó, shipper công nghệ của các ứng dụng như Grab, Be được phép hoạt động trở lại có điều kiện tại các quận huyện được bán đồ ăn mang về, chỉ cho phép hoạt động giao đồ ăn được khôi phục, còn các hoạt động chở khách vẫn bị cấm. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nói rõ, quan điểm của Sở Giao thông Vận tải là các shipper hoạt động theo điều kiện quy định, không phải xin phép. Các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý khi không thực hiện đúng quy định. Sau khi nhận được tin nhắn, nhân viên vận chuyển có trách nhiệm chụp lại màn hình tin nhắn xác nhận của Sở Giao thông Vận tải và xuất trình khi lực lượng chức năng yêu cầu. Trước đó, ngày 24 tháng 7, ngay sau khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã yêu cầu các ứng dụng công nghệ Grab, Be, Gojek, MyGo, FastGo dừng cung cấp ứng dụng dịch vụ gọi xe và cả dịch vụ giao hàng. Những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật trong các bản tin sau.